Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong, nhiều người bị thương tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bà Trần Thị Thu Thanh sinh năm 1987, trú đường Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu khởi tố bắt tạm giam. Đây là vụ việc khiến dư luận rất quan tâm vì nữ tài xế không có bằng lái, điều khiển xe của người khác và có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép, kịch khung xử phạt hành chính. Đáng nói hơn, vụ tai nạn đã khiến nhiều người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng đang được điều trị. Tai nạn giao thông để lại nỗi đau nặng nề cho gia đình và là nỗi nhức nhối của xã hội. Hàng năm, số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông là rất lớn. Ngày 27 tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã thông qua Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Trong đó, Điều 9 quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Buổi sáng Quốc hội thông qua luật này, thì tối cùng ngày, sự việc đau lòng đã xảy ra. Trong vụ tai nạn nêu trên, các phương tiện hư hỏng sẽ được lực lượng chức năng tiến hành định giá thiệt hại. Nếu kết quả định giá từ 1,5 tỷ đồng, thì nữ tài xế đã thỏa mãn dấu hiệu phạm tội theo điểm D, khoản 3, điều 260 Bộ Luật Hình sự, gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên. Ô tô gây tai nạn do bà Thanh điều khiển không phải là xe của bà. Trong trường hợp này, lực lượng chức năng sẽ làm rõ có hay không dấu hiệu phạm tội theo điều 264 Bộ Luật Hình sự về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ của chủ sở hữu xe. Mức hình phạt ở tội này nhẹ nhất là phạt tiền 10 triệu đồng và nặng nhất là phạt tù 7 năm. Riêng trường hợp bà Thanh, với những dấu hiệu hành vi ban đầu của vụ việc, thì bà vi phạm và đối mặt những điều luật sau. Trước khi tông vào hai mẹ con dừng chờ đèn đỏ, bà Thanh đã tông một xe rác do chị Nguyễn Thị P đẩy đi cùng chiều phía trước làm chị Đa chấn thương. Bà Thanh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, gây ra liên tiếp hai va chạm sau đó. Đến lúc va chạm lần thứ tư, xe này mới dừng lại. Với những hành vi trên, bà Thanh có dấu hiệu vi phạm tại các điểm A, B, C và D, khoản 2, điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Đó là không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển phương tiện trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, làm chết hai người. Nếu thỏa mãn các quy định trên với những hành vi gây ra, bà Thanh đối mặt khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù, bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhận chức vụ hành nghề liên quan lĩnh vực điều khiển phương tiện giao thông từ 1 đến 5 năm. Bên cạnh việc có thể bị xử lý hình sự, người điều khiển phương tiện trong trường hợp này còn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm, theo quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015. Lao thẳng vào nhiều phương tiện khác khiến cho hàng chục người bị thương. Theo thông tin mới nhất, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự người lái xe ô tô. Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh, sinh năm 1960, trú tại Long Biên, Hà Nội, người gây ra tai nạn liên hoàn vào chiều ngày 5 tháng 4 về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 5 tháng 4 năm 2023, tại ngã tư đường Võ Chí Công, Xuân La, quận Tây Hồ đã xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa xe ô tô với hàng loạt xe máy. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp lực lượng cảnh sát 113, công an phường Xuân La và lực lượng y tế khẩn trương đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định xe ô tô khi đang lưu thông trên đường Võ Chí Công về trung tâm thành phố đã va chạm với 13 xe mô tô, 3 xe máy điện tại ngã tư đường Võ Chí Công, Xuân La. Các nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Lái xe ô tô đã được đưa về công an phường Xuân La làm việc để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Qua kiểm tra, không phát hiện lái xe có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Ngay trong tối ngày 5 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho hay có 22 người bị thương trong vụ tai nạn. Trong đó, 2 nạn nhân bị thương nặng, 5 người ảnh hưởng tới xương và 15 người khác bị thương nhẹ, có thể sơ cứu và ra viện ngay. Ông Vĩnh khai, chiều ngày 5 tháng 4, ông lái xe chở vợ từ nhà tới bệnh viện tim khám bệnh. Trên đường về, ông không kiểm soát được tốc độ nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Cơ quan công an xác định, chiều ngày 5 tháng 4 năm 2023, ông Vĩnh điều khiển xe ô tô nêu trên chở vợ đi từ nhà ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đến bệnh viện tim để khám bệnh. Đến 16 giờ cùng ngày thì lái xe đi về, trong khi điều khiển đã không kiểm soát được tốc độ nên đã gây tai nạn. Như vậy, hậu quả đến nay chưa có người tử vong, có 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện. Vụ án đã được khởi tố để tiến hành điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liệu trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ đưa ra thêm những quyết định nào?
Những thông tin liên quan sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong các video sau. Vụ tai nạn liên hoàn đã một lúc kéo theo 22 nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị thương. Và sau đây sẽ là những cập nhật của chúng tôi về sức khỏe của các bệnh nhân trong thời điểm hiện tại. Các nạn nhân trong vụ tai nạn ngay sau cú va chạm liên hoàn do chiếc ô tô trên đường Võ Chí Công đã được đưa đi cấp cứu bệnh viện kịp thời. Rất may, tới hiện tại chưa có nạn nhân nào tử vong. Ban đầu, có khoảng 20 nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2. Sau đó, phần lớn các nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện E. Vụ tai nạn có 2 cháu bé, trong đó một cháu bé 7 tuổi bị thương và một cháu bé 3 tuổi đang trong tình trạng trọng thương nặng, tiên lượng xấu. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Công Hiệu, giám đốc Bệnh viện E xác định, đây là cấp cứu với số người tai nạn giao thông có thể nhiều và nặng, nên ngay sau đó, Bệnh viện E đã thực hiện báo động đỏ cấp cứu tới các khoa nhằm tiếp nhận và giảm thiểu tình trạng rủi ro tới các nạn nhân sau tai nạn. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Xuân Hiếu, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện E cho biết, vào khoảng 16h30 đến 16h50, các phương tiện cấp cứu lần lượt chuyển 14 trường hợp tai nạn giao thông vào khoa cấp cứu. Người nhỏ tuổi nhất là 7 tuổi, người lớn tuổi nhất là 42 tuổi. Trong số đó có 2 ca rất nặng, trường hợp nam 28 tuổi quê Thái Bình bị hôn mê sâu do chấn thương sọ não, chuyển khoa hồi sức tích cực và chống độc để theo dõi. Trường hợp khác, nam 37 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội phải mổ cấp cứu do sốc đa chấn thương bụng kín, chấn thương ngực kín, gáy hở IIB, xương cẳng chân dập nát. Trong đó có 7 trường hợp với nhiều tổn thương phần mềm đa phần ở cẳng chân, cẳng tay, cánh tay và đa vết thương đã được cấp cứu, chuyển theo dõi tiếp tục vào khoa chấn thương chỉnh hình và khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao. Còn 5 trường hợp bị xây sức nhẹ, không có tổn thương phần xương cũng đã được cấp cứu, xử lý vết thương và đã được các bác sĩ kê đơn thuốc về nhà. Trong số này, có trường hợp cháu bé 7 tuổi cũng đã được ra viện. Tuy nhiên, bé gái 3 tuổi không may bị trọng thương nặng, đa chấn thương sau vụ tai nạn và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để kịp thời theo dõi bởi các bác sĩ đầu ngành khoa nhi. Bệnh viện cũng phát tín hiệu báo động đỏ toàn viện với tình trạng bệnh nhân đặc biệt nghiêm trọng này. Tình trạng của cháu bé được chẩn đoán bị đa chấn thương ổ bụng, chấn thương cơ hoành, chấn thương lồng ngực và sọ não diễn ra trong khoảng 2,5 giờ đồng hồ. Theo như thông tin được bác sĩ này cho biết, hiện nay cháu bé đã được chuyển ra khoa điều trị tích cực ngoại khoa để theo dõi và hồi sức tiếp. Tại Bệnh viện 198 cho biết, cơ sở có tiếp nhận 2 nạn nhân đến khám là nữ. Rất may, cả 2 đều bị nhẹ, chỉ xây xước phần mềm. Sau khi có kết quả chụp chiếu bình thường, cả 2 đã xin ra viện. Vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm, có nhiều phương tiện đi lại, đoạn qua ngã tư Xuân La, Võ Chí Công, khiến nhiều người bị thương. Bên cạnh các nạn nhân bị thương, nhiều người tham gia giao thông tại khu vực lúc bấy giờ chứng kiến vụ tai nạn liên hoàn không khỏi xót xa, ám ảnh trước giây phút kinh hoàng đó. Dù những hình ảnh về người tài xế mặt biến sắc, tái mét, gục xuống, thậm chí bật khóc hiện lên khắp cõi mạng khiến người đàn ông này trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Thế nhưng, khung cảnh tan hoang của hàng loạt xe máy không thể kìm được sự tức giận vì nó quá kinh hoàng. Xe chạy vun vút, đi với tốc độ cao và rồi dầm. Cảnh tượng thật hãi hùng ngay trước mắt chúng ta. Vụ việc xảy ra khoảng 17 giờ ngày 5 tháng 4 tại cổng trường Trung học cơ sở Xuân La. Một chiếc xe ô tô 5 chỗ màu đen, nhãn hiệu Kia, mang biển kiểm soát 29A083XX, bất ngờ lao với tốc độ cao, dồ ga tông liên tiếp vào các phương tiện tham gia giao thông hướng Võ Chí Công, Xuân La. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm đông phương tiện tham gia giao thông nên có nhiều người bị thương cùng phương tiện hư hỏng. Đây cũng là thời điểm tan học của học sinh trường Trung học cơ sở Xuân La nên tình trạng giao thông bị ùn ứ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông và công an quận Tây Hồ nhanh chóng có mặt đưa người đi cấp cứu, phân luồng giao thông, phối hợp điều tra nguyên nhân. Được biết, tài xế nam tên Hoàng Hồ Vĩnh, sinh năm 1960, trú tại 59/200/28, phường Nguyễn Sơn, Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, hiện tại đã 63 tuổi. Người này chở vợ vừa khám bệnh ở Bệnh viện Tim Hà Nội đi ra thì va chạm với 17 chiếc xe máy, làm 17 người bị thương. Qua xét nghiệm, trong cơ thể ông Vĩnh không có nồng độ cồn, không có chất kích thích, ma túy. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ vương vãi, người bị thương nằm la liệt. Ngay lập tức, từ khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ vụ xe điên ở đường Võ Chí Công đâm liên hoàn.
Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố phối hợp công an quận Tây Hồ khẩn trương xác minh danh tính, tình trạng thương tích của các nạn nhân và điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật. Đây được coi là chỉ đạo gắt gao của lãnh đạo công an Hà Nội trước diễn biến khó lường của sự việc. Hiện trường đã được phong tỏa, sức khỏe của những nạn nhân bị thương đang được cập nhật từng phút. Lái xe ô tô đã được đưa về công an phường Xuân La làm việc để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đáng chú ý là nhân chứng theo dõi toàn bộ diễn biến vụ việc, một người phụ nữ đi đón con tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc. Theo người phụ nữ, chiếc xe ô tô có dấu hiệu vượt đèn đỏ. Tôi đi đón cháu học ở đây. Lúc ấy, học sinh tan học bắt đầu di chuyển ra ngoài rồi, nhưng may mắn chưa sang đường vì đang đèn đỏ. Chiếc xe cứ thế lao vào đoàn xe máy đang lưu thông và kéo lê đi. Nhưng có lẽ với người phụ nữ này, cảnh tượng người la hét, nằm la liệt, tiếng còi inh ỏi vẫn làm cô cảm thấy rợn người. Thậm chí khi kể câu chuyện này, người phụ nữ không giấu nổi sự run rẩy. Người ta la hét nhiều lắm, cũng bấm còi inh ỏi vì sợ. Hơn chục chiếc xe máy bị kéo lê đi, nhiều người nằm la liệt, tôi không dám nhìn nữa vì sợ hãi, giờ nhớ lại vẫn còn run. Thấy có hai người bị nặng, xe cấp cứu cứ đến lại đi chở nhiều người, giờ chỉ biết cầu mong cho mọi người bình an. Là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, ông Nguyễn CT, bảo vệ một nhà hàng ngay gần ngã tư Xuân La, Võ Chí Công cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút, tôi thấy tài xế điều khiển xe ô tô với tốc độ rất nhanh đâm vào hàng loạt xe máy trên đường. Ông T cho hay, lúc đó gần 20 chiếc xe máy nằm la liệt từ đầu ngã tư này sang bên kia đường, còn chiếc ô tô của tài xế phần đầu. Chiếc xe điên lao vào hàng chục xe máy đang lưu thông. Ngay sau đó, tài xế ô tô bước xuống xe với khuôn mặt tái mét, bật khóc nói, như thế này có chết tôi không? Tài xế nói với tôi rằng bị mất phanh dẫn đến sự việc này. Thấy hiện trường quá khủng khiếp, tôi bảo và dẫn tài xế vào công an phường trình báo, đồng thời thông báo công an ngoài ngã tư Xuân La, Võ Chí Công có vụ tai nạn đâm liên hoàn, nhiều người bị thương. Bà Hoàng Thị Tê, một nhân chứng khác cho biết, trong lúc đang đứng trên vỉa hè, bất ngờ thấy chiếc ô tô lao nhanh qua đèn đỏ, rồi tông trực diện vào hàng chục xe máy đang lưu thông qua ngã tư. Lúc đó xảy ra quá nhanh, tôi thấy hàng loạt xe máy cùng người văng ra mặt đường. Lúc đó, một số xe máy còn chở theo cả trẻ em. Cảnh tượng rất kinh khủng. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.